Rồi chào anh em nha, hôm nay lô máy mới về thêm được một ít máy mới nữa nha anh em. Máy City 100 và 110 nha, lô mới luôn. Đây, lô mới ngày 1 tháng 1 nè, 1 tháng 1 năm 2021 nha. Mới về thêm được ít máy City 100 và City 110, máy đa lim, máy rã xe kho 5 từ riêng về. Tình trạng máy là zin, bao zin nha, máy nguyên zin chưa vệ sinh nè. Thì em vẫn bán giá như cũ nha anh em. Máy City 110 là 3,7 triệu một cục nha. Máy City 110 là 3,7 triệu một cục nha anh em. Còn cái máy City 100 này giờ được mấy cục nè, là em bán là 3,3 triệu một cục. Máy thì nó chưa vệ sinh đó nha anh em. Khi anh em mà vệ sinh sơ thôi là nó đẹp cực kỳ luôn. Tại vì những cái máy mà ở bên Nam đầu tiên về hoặc bên Nhật về là nó chỉ gọi là dính nhớt rồi kia thôi, mình vệ sinh là sạch sẽ nè anh em, thấy không? Anh em đã xem cái clip mình đó, thấy á, không? Đó anh em nhìn cái máy nó đen đen nha, nhưng mà tất cả những họng xăng nè, họng xăng là nó trắng phao vậy nè. Cái máy này, cái họng xăng nó cũng trắng vậy nha anh em. Đó. Quay cho anh em thấy nè. Máy nào nó cũng trắng tinh. Máy mới đã xe mà. Trắng lắm. Đó, máy nó đẹp luôn. Máy thì em bán cũng như hồi xưa giờ, bán bao zin không lay đồ mới về. Bán những cái máy này em bán cái giá gọi là cực kỳ rẻ, rất là rẻ luôn, nên được rất là nhiều anh em mình gọi là mua rất là nhanh. Dự là những cái máy này bán 1-2 ngày là hết, chứ 1-2 ngày là hết. Năm mới về lô mới, năm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021 rồi, đó gọi là năm mới về lô mới luôn. Mới về lô mới này được 5 cái máy City 100, 5 cái máy City LED 110. Máy thì bán là cứ bao zin không lay đồ, ngoài ra là không bao gì hết. Em bao với anh em là bung qua lăng ra, bung nắp lửa ra nha, quay qua lăng còn quay được nhẹ nhàng ha, chỉ bao vậy thôi. Còn cái chuyện mà máy nổ, máy im, máy không im thì em không bao gì hết, nói chung là như vậy. Máy toàn bộ là sơn xi zin hết vậy thôi. Ngày mai em cho đệ tử ở tiệm rửa sơ thôi là đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Rửa sơ là gì? Lấy máy rửa xe con áp sạch là nó văng cái này ra hết, sạch sẽ. Anh em thấy là phải liền. Nhưng mà em bán cũng rất là nhiều anh em, có nhiều anh em gọi là ta chơi thích mà chơi cái đồ zin á, tháo xe thì yêu cầu là không rửa, và người ta tự rửa, ta muốn rửa theo kiểu người ta, lên màu theo ý thích ha. Máy 110 nè, máy 110 là zin lớn bơm nhất rời lòng dài. Đó, lửa 6 cục anh em, 3,7 triệu cục cho máy City LED 110. Còn máy City 100 giá hôm nay bán là 3,3 triệu cục. Đó, cứ bán bao zin không lấy đồ. Rồi anh em nào ngày mai cần cứ alo em ha, 0933 996 332, lô mới ngày 1 tháng 1 năm 2021.